Ngày 13 tháng 6 năm 2021, tại buổi làm việc với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa toàn bệnh viện trong một tuần, cách ly quản lý chặt chẽ các trường hợp F0, F1, tránh lây nhiễm chéo trong F1. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định biến chủng của virus lây nhanh nên trong thời gian tới F1 có thể biến thành F0. Ông yêu cầu các bộ phận của bệnh viện tổ chức việc cách ly phù hợp, đảm bảo an toàn và xét nghiệm thường xuyên để phát hiện sớm ca bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tạm thời ngưng nhận bệnh nhân COVID-19 trong một tuần. Sở Y tế sẽ bố trí các bệnh viện khác tiếp nhận bệnh nhân. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, qua thống kê có thể thấy, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới mắc COVID-19 là do từ bên ngoài, thông qua các chuỗi lây nhiễm dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị chuyển thành bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Do đó, hiện bệnh viện chỉ còn 63 bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa khác. Tất cả bệnh nhân này cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khu điều trị COVID-19 được bố trí ở khu vực hoàn toàn riêng biệt với các khoa phòng khác. Khoảng 80 nhân viên y tế phụ trách điều trị COVID-19 không tiếp xúc với nhân viên khoa phòng khác và cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau thời gian làm việc, nhóm nhân viên này được bố trí khu vực lưu trú riêng, không tiếp xúc với người ngoài và nhân viên y tế khác. Khu vực có nhân viên bị lây nhiễm là khu vực hành chính. Do đó, đánh giá ban đầu có thể nguồn lây từ bên ngoài đi vào bệnh viện. Ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh lây lan chủ yếu tại khu hành chính, nhưng có thể lây lan các khoa lâm sàng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.